Rồi hãy mến chào tất cả quý cô chú anh chị nha. Thì tình cờ gặp Kim Sâu ở Sa Đéc của chú anh chị ơi, quảng trường Sa Đéc nha. Kim Sâu lên ca bản không Kim Sâu? Nói hả? Hôm nay Kim Sâu quá hăng hành cô Thỏ Tuyết nha. Không đứng chỗ. Đi kiếm gì ăn đi. Quá đẹp rồi. Hôm nay hai vợ chồng Tịnh Tứ đi làng qua Sa Đéc nha. Đi coi biểu diễn festival cho chú anh chị ơi. Đó, Long Phụng nha. Long Phụng. Ngồi ghế dạ ngồi đi. Hẹn hò đi. Mấy đâu ạ? Vậy hả? Rủ đi là chọn anh Long không cho đi. Rồi quay lại đi. Nói gì vậy? Kem khói không? Kem khói không? Kem tiết, ăn cho nó xì khói chơi. Đi chơi nè, mình ăn, anh giặt chơi á, mình... Cái bụng hết trời đường ngoài không có luôn. Bây giờ là hai đó, bây giờ là hai vợ chồng đi tiếp tục đi dạo chú chị ơi. Đó, đi đi dạo nghe chú chị. Hôm nay là tình cờ gặp hai vợ chồng ha.
sau sao đi lại đây à? Không ông uống nước ăn cái gạo nè chưa ăn gì hết hả ăn đi chồng đó ai lạc chồng mỹ rồi sao nó nào kiếm rồi đâu rồi né chỗ đường ta đi qua lại qua đây qua mặt bên đây nè qua mặt bên đây nè qua đó kìa kêu qua mặt bên đây rồi trời ơi ai đi chơi rồi ta bị gỡ quá ta ơi mày nào quái bóng tối vậy bóng tối tới hồ à bên đó cái đường đi bên đó cái đường đi bây giờ đây là chỗ sáng rồi thì ra ngoài cái trụ đèn mình đó kìa ra ngoài đó kìa ra mấy trường ông quay ra ông nghi nghi thằng khoa đây à vậy đây nó hoài luôn á nó hoài luôn đi vòng vòng chứ ngồi đây chứ đâu thôi làm tay dán này giữ chân 1 2 3 quá đẹp sao đến đây sao vui không vui tao đi chơi vui không một chơi vui không vui vui à đó đâu rồi chứ cái đi mấy bên kia mùa đông quá đông như kiến cắn đông như kiến cắn đông mà đông như kiến cắn đông hả? Như kiến ngộ vậy ừ đông như kiến thôi đừng cắn bây giờ có gặp nhiều fan chưa thấy có gặp fan hâm mộ không chưa hả nó bên trên đó đi đi quanh kia có đèn ở đây đi không rồi ngồi đi ngồi đi đứng qua đầu đứng chốc ngồi đi bên kia đó đèn chơi ra chỗ khỏi bữa nay chị chuyên sâu đi bữa nay chị chơi chim sâu đi xe đét chơi nha quý cô chú anh chị ơi nè đeo, đeo giống anh này nè nè, nè anh này đó anh này đó nè này lồng dắt chim sâu đi đeo hoa chơi để hồi hoa chơi nha cả nhà đeo lên coi đeo rồi quay qua đây nè rồi vậy đó ừ rồi quay qua đây quay qua đây nè ở đâu làm dán đi 30 ngàn nữa đó 20 nè tiền nè trả tiền nè giá đó trời, trả giá đó. Đi mua đồ, trả giá luôn. Quá đẹp rồi chứ sao ơi. Quá xinh đẹp rồi. Hết hồn lên. Đây nè. Quá sáng rồi, trời sáng. Hết.
giá đi chim sâu, lấy cái giá đi chim sâu. Bắt con ngành nha. Bắt con ngành. Bắt con ngành. Nè. Có thằng mèn đây. Ừ, nè. Biết không? Biết hay không? Trời ơi. Quay đi luôn hả? Ừ. Trời ơi, hết nổi luôn rồi. Nổi luôn. Rồi câu hỏi chụp hình cái đây, câu hỏi chụp hình đây. Chụp hình luôn điểm, chụp hình luôn điểm. Quay ngược đi, tại chói sáng rồi. Quay ngược. Vô. Vô 2 3 chụp. Ô. Anh ơi. Rồi. Đó xin. Đi vô nha. À, anh ơi. Kệ lại cái cột của ngồi đi. Hả? Lấy cái cột nè. Nào bạn. Tao cái này là lắm khó không thầy nữa hả? Đi hỏi gì chụp mà. Quay mặt ở đây. Cái gì chim sâu phải đưa tiền. Biết rồi. Chim sâu luôn hả? Còn sao? Chim sâu tặng cây. Rồi 1 2 3. Rồi, quá dữ. Rồi, dữ. Trả tiền ra kìa. Thả cái tiền nha. Trả tiền ra kìa. Trả tiền vô. Hết tiền rồi bầu không? Hết tiền rồi. Đâu biết chim sâu đó. Nè nè tiền nè. Trả cho ta đi. Có 1.000 kiểu. Mấy em đi nha. Ông ăn khỏe má. Em đi. Rồi. Quá dữ rồi chim sâu ơi. Quen nè, quen nè, quen nè chim sâu. Quen không? Quen. Ờ, anh kỳ cục quá à. Trời trời. Đã em đã phán hả? Trời ơi, anh cột nè. Trời ơi, chưa?